Mận xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Xuân Mận Family Cuộc Sống Ở Đất nha. Hôm nay hai vợ chồng Mận thèm món lẩu mọi người. Làm tí xíu lẩu ăn cho ấm người, chiến sĩ, ấm lòng chiến sĩ chứ. Dạ, giờ mùa đông vào và dùng mọi người ơi. Cho nên ăn lẩu cho nó ấm. Và mọi người nếu yêu mến gia đình Mận đừng quên like cũng như là đăng ký kênh, bấm chuông để xem những cái video tiếp theo và ủng hộ gia đình Mận với nha. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Cái này có con bẹm nè, rồi tôm, rồi cá, rồi mực, rồi thịt bò. Đây mọi người, thịt bò dưới này. Rồi, còn cá vô nữa. Còn rau nè. Rau thì để cho nó chín mấy cái này. Cái dĩa rau này mặn mơ luôn mọi người. Hôm nay là nấm mọc dưới rau. Mận đi mận. Mận chậm nóng đứng giống như là nó mọc đẹp hơn. Nấm kim châm mua được mấy bì. Với cải hăng với lại rau răng cưa này của Đức với cải ngọt. Hôm nay là đầy đủ. Nấm này lâu lâu mới có. Mà nhà Mận lúc nào cũng vậy mọi người, khi mà có nấm kim châm này nè là không thở thiếu được, đó là ăn lẩu. Nói chung thèm gì ăn nấy hết mọi người. Mình sẽ uống rượu nha. Thôi uống tí xíu để có bạn cùng nhậu với ông xã cho vui. Để ông buồn, Mận thì nhâm nhi chút xíu thôi mọi người chứ không có uống được bia rượu nhiều. Ăn lẩu thì phải nhâm chút rượu cho nó. Rồi sôi rồi em, bỏ rau vô. Bún bên này có nha. Cải rau răng cưa. Các cái bún ra cho nó dễ gấp, đỡ dài. Nhìn nấm ham ghê lắm mọi người. Còn Mận muốn bệnh rồi, bỡ tiếng giọng một bỡ giọng một. Đưa em cái này về đây đây. Tại vì em thấy em ít ăn bún. Mận thì rất là thích ăn bún với nước lèo, nước lẩu. Thì thời tiết thay đổi mà. Thì mùa này là mùa bị rồi bỏ nhất tên trước một xíu. Mùa này là mùa bị bệnh cúm mà. Bệnh cúm của Đức mà. Cả nhà Mận hai đứa nhỏ. Cứ ở trong nhà một người bệnh là từ từ cả nhà bệnh luôn mọi người. Nó lây hay sao á. Bắt đầu đứa nhỏ bệnh 2 tuần liền, sau đó lây về con lớn. Cái đứa nhỏ bắt đầu từ từ hết, rồi con lớn bắt đầu cảm rồi tới Mận. Còn ông xã Mận cũng, ổng thì cái đợt kháng ổng nó cao lắm, cho nên là chống lại được. Có khi ổng mệt ổng uống viên thuốc rồi xong à, còn không thôi. Ok, mời cả nhà dùng con tôm nha. Thôi ăn một chút bún thôi. Mà xin mời tất cả mọi người dùng bữa với hai vợ chồng Mận nha. Còn hai đứa nhỏ Mận thì không thích ăn lẩu mọi người. Hồi nãy kêu vô ngồi ăn với ba mẹ luôn, không thích ăn. Rồi Mận cho ăn trước rồi. Chúc mừng cái giá đi. Tôm con lớn. Nước ngọt ngon luôn mọi người. Có lẩu mà lẩu nhờ nước chứ. Ăn nóng. Cái nấm kim châm với lại nấm đùi gà mà mơ lắm. Thích ăn lắm. Nhưng mà chỗ mà sống thì nó hiếm. Này thì nó đi ở tỉnh lớn thì đông người nó có nhiều, ở đâu mà có đầy đủ đồ. Mực đồ nó chín hết này. Ăn
Có trứng không? Để nó cứng, không biết có trứng hay không. Nhưng mà nghĩ thấy chắc không có trứng á. Mấy con cứ cứng rồi có trứng á. Rồi nắm nha. Ướp phần nắm. Nắm chạy tuột vô cổ nắm á. Ngon hả? Ủa mấy trái ớt đâu mất không? À đây. Vừa quen lên nhà má chơi, thấy cái ớt giống nhà, nhà má trồng có được 1-2 cây ớt giống đó mọi người. Xong mình xin mấy trái má cho ăn quen giờ. Mình cho anh một trái nè. Ăn kết. Cho anh trái trắng, em trái đỏ. Ngon quá. Chưa tính mọi người trong chén nước mắm này nè, cũng có ớt nữa. Ớt thơm, thơm tươi, cay đã. Đồ tươi cái gì cũng ngon không mọi người ha. Ngon quá. Rồi vô miếng vậy, vô miếng cho nó ấm lòng đi chị. Vô mời mọi người. Cá nó béo. Anh ăn cá béo còn em thì ăn nấm nó ngọt mà nó sụt cái da da sụt. Ăn đã. Cái gì? Cái rau nấm cực kỳ. Nấu lẩu nè. Ít nhất cũng 4 người. Dặn nó lên trộn. Có trộn bò rồi, nướng bò rồi em. Ngon quá. Có trứng ăn. Chẳng làm được con. Có trứng. Mực mà có trứng ăn ngon mọi người. Đúng là cảm cảm trong người. Ăn đồ nóng đó, tự nhiên nó tốt mồ hôi ra. Em dặn hết đất rồi. Tôm ăn nhiều. Đồ gấp ăn nghe. Đây là con là trứng nữa nè, trứng nè. Mấy con mà kia nó trứng á, là trứng á. Để đây cho em nè. Để nó chín. Nó chín quá ngon. Nó chín quá, nó trứng đi thật đi. Bên này thiếu ổ quà, không có ổ quà, có ổ quà nữa ngon lắm mọi người. Còn gì bằng nữa. Giờ đây giờ cho mọi người ăn. 7 giờ kém tối rồi đó, ăn chiều. Nè mặn ăn uống thất thường lắm, không có đúng giờ đâu. Chứ mà ở bên nhà má, bên Việt Nam á, là ăn hay đúng giờ lắm. 5 giờ, 6 giờ là bắt buộc phải ăn. Thường là 5 giờ, 6 giờ ăn hơi trở. Là phải ăn. Đói không đói thì cũng phải ăn. Còn bên này á, thì mặn ăn, mặn với ông xã mặn rảnh lúc nào ăn lúc đó. Chứ nhiều lúc á, cũng bờ bộn công việc rồi đi làm xong rồi về lo con cái xong rồi nhà cửa nấu nướng nữa nó cũng chậm trở lắm mọi người. Chứ ở bên nhà ví dụ mình có đi làm thì có má ở nhà lo chút công việc nhà, ví dụ chẳng hạn nấu nướng giùm thì mình vừa có đồ ăn liền. Chứ ở bên này là tự túc hết. Còn bữa nào mà muộn quá đó thì
Thì hai vợ chồng dẫn hai đứa con ra quán ăn giá rồi về ngủ thôi mọi người. Để một cái ghế anh. Bà bảo cho em nha. Này cuộc sống xứ người là vậy mọi người. Ai sống xa nhà cũng biết. Đâu có cần phải sống ở nước ngoài đâu, sống ở Sài Gòn hay Hà Nội bất cứ đâu thì cứ ra khỏi nhà là vừa đi làm vừa nấu ăn tự túc hết đúng không mọi người? Mới lần đầu nó có quen, nhưng thép cũng thành cái thói quen là phải chịu thôi. Sống lúc đầu là quen đó, nó phải phù hợp cái môi trường sống. Để ăn nhưng mà uống một uống của em nha, em uống chút chút à. Chị đỡ rất là nhiều uống hết á. Thì uống ý, uống được nhiều uống. Mà chị đưa hơi mà. Cảm. Giải vậy. Gần giải rồi ạ. Đừng sao nữa, cảm, đại cảm người ta nói mình uống đồ ấm vô nóng nóng cho cơ thể nó nóng lên, nó giải nhiệt. Đàn ông mình nghĩ vậy chứ còn đàn bà phụ nữ chỉ có thuốc men thôi chứ mình nói chuyện là uống. Uống bia uống rượu giải nhiệt chắc đàn ông chạy luôn á, bỏ chân và cản chạy á. Lúc đó nghiện luôn. Cứ mỗi lần bệnh là mua bia mua rượu về nhà uống. Hình như nãy giờ em không thấy gấp nắm nắm em hả? Quên. Em bỏ hả? Mình cứ mình ăn nắm không à. Rồi. Ủa nãy giờ mấy cái con vẹm nó nằm ở dưới nè. Vẹm mình lọt vỏ ra, cái con nó nhỏ nhỏ, cái nó chìm xuống cái này ha, ôm sùm luôn. Đây vẹm anh. Mưa, ăn bao giờ? Dớt mấy con vẹm đi lên. Vẹn ngọt á. Anh bận bún ăn. Từ từ. Giờ ta sẽ đang bỏ thịt vô. Bỏ một dớt á. Còn một bên dĩa nè. Một tôm nè. Làm nhiều vậy mọi người chứ ăn nó cũng không có hết, nó không có giới hạn. Sẵn tại vì mọi người biết sao mình làm cho nó đỡ nhiều một chút, mình quay video cho dễ nhìn dễ ngó, chứ mình làm mà vừa đủ hai vợ chồng ăn thì có chút xíu dễ nhỏ là đủ rồi. Thôi sẵn làm vậy luôn, là ví dụ giờ mình ăn không hết thì mai mình ăn khỏi mất thời gian nấu ăn nữa, đi làm vừa cái có ăn liền thăm lên ăn thôi. Anh nhớ nắm vậy anh. Nước đã quá. Tôm nè anh. Ăn lột tôm vô. Ăn không? Em thích ăn mắm nhiều hơn. Cái nước nó ngọt lắm. Mà hấp vô nó vừa ngọt cái cổ mà nó vừa nóng cái cổ xuống cái bụng nó nóng. Nãy giờ em ăn mấy 2-3 chén bún rồi no. Đúng mắt. Ăn lẩu nhanh no lắm mọi người. Nói chung á, cái vẹn mà vẹn tươi ở bên này á thì nó rất là khó có. Nếu có mà mua ở Lidl anh đi thì cũng chỉ là vẹn con thôi, vẹn mini á, chứ vẹn to không có. Còn toàn là đồ đóng đá không mà mọi người ơi.
Bỏ này ăn nóng nữa rồi. Y Y xịt y chang. Mùa hè á, mà cái nấm này nè, anh cuộn chung với thịt bò nướng rất là ngon. Nướng bò chín chín tới chấm này ngon. Nó còn gì bằng nữa em. Wow, đảo. Ngon mấy con tôm thịt nè. Rồi nè. Không ngon nữa, để em bò. Nếu đừng có bỏ tôm, tôm cá với lại viêm nữa nha. Bên này còn em cũng ăn nữa, no quá. Lẩu mà nói vậy cho ăn có bao nhiêu đâu, ăn vô chút rồi. Lớp còn nè anh, có anh còn không? Còn rất thế lắm. Chú bây giờ cái nước này nè, nó càng sát lại thì cái nước nó đậm đà hơn, nó ngọt hơn đó anh. Wow, anh nào quá. Nấm này bỏ với mì tôm ăn cũng ngon. Ăn cái này uống rượu anh được rượu chát nè, đã quá. Hồi nãy mà hỏi chứ ông xã uống bia, ông kêu ăn lẩu mà uống bia bụng chịu thì nói. Ăn lẩu uống rượu anh. Nhưng em thấy ở Việt Nam hầu như ăn lẩu uống bia không mọi người. Ít khi uống rượu, có nhiều người mà thấy uống rượu cũng uống sơ sơ thôi chứ chủ yếu là bia. Bia chai, bia lon, bia Sài Gòn, bia Heineken, bia Papa. Mà uống thùng này qua thùng kia, tết này qua cái kia nha. Việt Nam mà xứng nắng thì uống là theo mùa hồi nó ra hết rồi. Cần có nước, nóng quá thì phải cần nước. Còn nào mình lạnh thì lại dưới nước rồi. Mà bao qua uống đá rồi đó. Ở bên này mà không uống đá chứ gì, Việt Nam nóng cũng phải uống đá mọi người. Nóng quá chịu không nổi. Wow, nào qua. Con vô trái nữa rồi. Rồi vô, vô giờ. Dạ, xin vô. Mời mọi người nha. Uống tí xíu nữa cho nó ấm lòng. Nó ấm lòng cho ấm bụng. Em nếm thôi anh ơi. Không ngon lành gì hết. Ăn ngon cho uống ngon. Uống rượu mà nó không ngon. Thôi mọi người, thì cái video cũng đã khá dài rồi, thì hai vợ chồng mình xin dừng tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye, bye. Bye.